Với 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội triển khai, đây là một trong những chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đoàn Long An cũng đã đưa ra 12 chỉ tiêu quan trọng khác như xây dựng mới ít nhất 20 tuyến phố văn minh, 25 nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh, sửa chữa và làm mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 5.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của mỗi thanh niên. Chủ đề của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 là tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng, diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8 năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các xã về đích nông thôn mới năm 2024, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trong đó tập trung các hoạt động như tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh qua phượng đỏ, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, tình nguyện quốc tế. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.